Năm 2024, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh 7.650 chỉ tiêu với 6 phương thức xét tuyển, trong đó có tới khoảng 65% chỉ tiêu dành cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Dựa trên phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được dự đoán sẽ giữ ổn định, có thể một vài ngành sẽ tăng nhẹ. Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh và đào tạo nhiều ngành theo nhiều lĩnh vực, trong đó có một số cái lĩnh vực phổ biến, đó là lĩnh vực công nghệ kỹ thuật, máy tính và công nghệ thông tin, sản xuất và chế biến, kinh doanh quản lý, các cái ngành lĩnh vực du lịch khách sạn. Thì nhà trường xét tuyển chủ yếu bằng 3 tổ hợp A00, A01 và D01. So sánh phổ điểm năm 2024 so với 2023 của 3 tổ hợp trên thì thấy rằng là năm 2024 có tăng nhẹ một chút. Tuy nhiên thì năm nay Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng có tăng 150 chỉ tiêu so với 2023. Do đó đánh giá chung của tôi thì điểm chuẩn năm 2024 cũng tương đối ổn định so với năm 2023, nếu có thì tăng nhẹ một chút. Trong vài năm trở lại đây, một số ngành của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhận được khá nhiều sự quan tâm như công nghệ thông tin, logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Tiến sĩ Thân Thanh Sơn cũng đưa ra những lưu ý cho học sinh khi muốn đăng ký vào những ngành học này, trong đó có việc tham khảo điểm chuẩn các năm trước cũng như sắp xếp thứ tự nguyện vọng. Cần tìm hiểu kỹ đề án tuyển sinh của nhà trường với các ngành mà các bạn quan tâm, phổ điểm của chuẩn của các năm, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển của ngành đó để có thể đặt thứ tự nguyện vọng phù hợp với cả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 mà các bạn có được. Và lưu ý, nếu bạn yêu thích những ngành như ví dụ như logistics và quản lý chuỗi cung ứng, ví dụ như công nghệ thông tin hoặc các ngành hot, thì các bạn có thể đặt cái nguyện vọng ở thứ tự cao để có khả năng trúng tuyển vào ngành mình yêu thích. Năm 2023, điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội dao động từ 19 đến 25,52 điểm, trong đó ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng lấy điểm chuẩn cao nhất là 25,52 điểm.